Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đến với các bạn cái chủ đề bất động sản mùa dịch. Thì cái phần 3 gồm cũng có 5 cái ý mình muốn chia sẻ với các bạn. Trước khi đi vào chi tiết, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mời các bạn chúng ta cùng đi vào 5 cái ý của cái chủ đề bất động sản mùa dịch hôm nay, phần 3. Chúng ta cùng theo dõi 5 cái ý đó như thế này. Cái ý thứ nhất là nhà đất đứng và tăng, không bao giờ giảm. Cái thứ hai nữa là không ai đầu tư nhà riêng lẻ mà bị lỗ cả. Cái thứ ba là mức giá nào thì dễ bán và dễ mua. Cái ý thứ tư là nguồn cung ít nhưng mà nhu cầu rất là lớn. Và cái ý thứ năm là dự đoán bất động sản cuối năm, giá nhà đất vẫn tăng. Đó là 5 cái ý của cái chủ đề bất động sản hôm nay mình muốn trình bày cho các bạn. Đó thì bây giờ chúng ta đi vào cái ý một nhỏ, nhà đất đứng và tăng, không bao giờ giảm. Thì các bạn nhìn thấy rất rõ căn nhà mà các bạn đang ở, từ lúc mua đến thời điểm này thì giá tăng bao nhiêu lần. Bình quân hàng năm tăng từ 20 cho tới 30%. Các năm đầu 1999 đến năm 2000 so với bây giờ là tăng bình quân mỗi năm là 3 lần. Đến những năm gần đây thì mức độ tăng ít hơn mà cũng dao động từ 2 cho tới 30% mỗi năm. Mình thấy là không có cái kinh doanh gì mà nó lãi với cái lãi suất như vậy cả. Rồi có những năm bất động sản im ắng như giá nhà đất các khu dân cư vẫn tăng đều. Các bạn bán nhà xong đi mua lại là thấy cái giá nó khác rồi. Các dự án thì năm nào cũng tăng. Đó, các bạn nhìn thấy đó. Từ bản thân cái căn nhà các bạn mua trước đây so với bây giờ là các bạn tìm hiểu là các bạn thấy. Thành thử là mình muốn nói ở đây là cái nhà đất không bao giờ là giảm giá cả và không bao giờ là đi xuống cả. Đó là mình muốn chia sẻ cái ý đầu tiên với các bạn. Cái ý thứ hai là không ai đầu tư nhà riêng lẻ mà bị lỗ. Các bạn tìm những căn nhà họ đang kẹt tiền mà họ bán, họ cần tiền vì giải quyết việc gia đình, cho con cái học hành, trả nợ ngân hàng, hoặc họ gặp khó khăn họ cần bán để giải quyết công việc, họ sẽ bán thấp hơn giá thị trường. Lúc này các bạn mua là đã có lời ngay lúc mua vào. Ở Sài Gòn thì thị trường luôn sôi động. Các bạn nếu ít vốn chưa vội đầu tư vào các dự án, vì ở đó toàn bộ là nhà đầu tư, thời gian đầu tư dài hạn, chờ sổ hồng, chờ thủ tục pháp lý đầy đủ rất lâu. Ví dụ vừa rồi khu vực sân bay Long Thành, Hớn Quản chẳng hạn, chỉ là những lời đồn thổi đẩy giá lên rồi đầu tư vào. Cứ nghĩ sân bay thì người ta đi và đến, có ai ở lại đâu mà đất đai nhà ở đó nó tăng được. Mình nói mình mua cho gần á, thì mỗi năm bạn đi máy bay bao nhiêu lần? Đó, các bạn nên ở chỗ nào đó mà các bạn làm ra tiền và các bạn hái ra tiền thì lúc đó mình hãy chọn nhà mình mua. Đó, tốt hơn hết là mình chọn những cái nhà ở riêng lẻ bán và mình săn lùng, mình mua được những cái nhà rẻ nhất ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các quận lân cận. Thứ ba, mức giá nào là dễ mua dễ bán. Thì khi mình nhận ký gửi giới thiệu cho khách hàng thì mình rút ra được hai cái mức giá dễ giao dịch và thành công nhất. Thì các cái mức giá mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau. Giá trên 6 tỷ thì khách hàng khá ít. Giá dưới 6 tỷ thì khách hàng nhiều hơn một ít.
giá dưới 4 tỷ thì chiếm khoảng 30% và giá dưới 3 tỷ thì chiếm khoảng 60%. Và các mức này thì nhu cầu thực rất lớn. À, tại vì cái số tiền nó ít, thành thử là rất dễ bán và cũng rất là dễ mua. Nó hợp với túi tiền của với nhiều người dân. Và người ta có cái nhu cầu thật sự. Đó, thành thử là cái việc giao dịch mua bán với cái căn nhà dưới 3 tỷ thì rất là nhiều. Đó, mình thấy mỗi khi mình đăng lên mà cái nhà nào dưới 3 tỷ thì hầu như điện thoại reo liên tục. Và ai cũng hỏi về pháp lý, về vị trí, về giá thành, tất cả mọi thứ. Đó là thành thử người ta quan tâm rất nhiều và giao dịch thành công rất nhiều. Đó thì ví dụ như các bạn không cần đầu tư các dự án xa xôi gì cả. Các bạn ở Sài Gòn, các bạn cứ thấy căn nhà nào đẹp vừa phải, giá tiền vừa phải, các bạn mua. Đó, thì các bạn bảo đảm các bạn sẽ bán được ngay và có lợi nhuận liền. Rồi, về cái ý thứ tư là nguồn cung thì ít nhưng mà nhu cầu thì rất là lớn. Các bạn thấy rồi, với cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhà đất lúc nào cũng sôi động. À, tại vì sao? Tại vì nó là cái thành phố năng động nhất và người ta dễ làm ra tiền. Đó, người ta dễ làm ra tiền. À, người ta sinh viên này, công nhân này, rồi các cặp vợ chồng cha mẹ mua nhà cho này. Đó, nếu các bạn nắm được những cái căn nhà như vậy thì rất là dễ bán. Các bạn chỉ cần mua rồi sửa sang, sơn phết đồ lại cho hợp phong thủy. À, thì các bạn bảo đảm những người ta tới coi nhà, người ta ưng ý là người ta mua liền. Tại vì cái giá tiền nó cũng vừa phải, thành thử người ta không có đắn đo. Các cái dự án lớn nhà ở Sài Gòn thì khi họ xuất bán với cái giá rất cao. Tại vì sao? Tại vì người ta đầu tư về hạ tầng, về điện nước, về lương nhân viên, về lợi nhuận của họ, thành thử cái giá thành lên rất cao. Các bạn đầu tư thì sẽ không có lời nữa. Và cái đợi cái hồ sơ pháp lý mà để mà nó hoàn chỉnh á thì rất là lâu. Thành thử là các cái dự án đó hầu như các cái nhà đầu tư dài hạn, người ta để đó người ta chờ thời thôi. Còn dự án các tỉnh cũng vậy luôn. Thì dân ở địa phương người ta đâu có vào dự án người ta ở đâu. Đó, các bạn thấy rồi. Người ta tại vì cái quỹ đất ở ngoài dân cư rất là nhiều, thành thử người ta ở ngoài sẽ sướng hơn, rẻ hơn. Rồi, và cái ý thứ năm là gì? Là cái dự đoán bất động sản cuối năm. Thì mình nghĩ là hết dịch nó sẽ sôi động trở lại. Vì nhu cầu của người dân rất lớn. Khi hết dịch, như sinh viên, như công nhân, như các cái doanh nghiệp hoạt động trở lại, ai cũng muốn kiếm cho mình một căn nhà dù nhỏ để ở, không phải về quê như cái đợt dịch vừa qua. An cư mới lạc nghiệp. Các bạn sở hữu một căn nhà thì anh nên làm ra và mới có dư được. Bởi vậy, việc thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng nhộn nhịp, người mua người bán giao dịch rất lớn. Giá nhà đất tăng hàng năm vì và không bao giờ dừng lại. Mọi người sẽ quay lại thành phố làm ăn và kiếm tiền dễ hơn, công việc nhiều hơn, thu nhập cao hơn. Lúc đó giá nhà đất, giá nhà cho thuê sẽ cao hơn và sôi động hơn. Đó là điều tất nhiên. Đó, thành thử là mình khuyên các bạn trong mùa dịch này, các bạn cố gắng tìm cho mình được những cái căn nhà vừa ý để sau dịch có thể khởi động trở lại. Cũng xin khách hàng thông cảm cho mình một vài tuần gần đây, tại vì dịch nên không thể giao dịch được. Kín hàng khách hàng, sau khi hết giãn cách mình sẽ tiếp tục khởi động trở lại và sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn khỏe, may mắn và vượt qua cái đại dịch. Chúc các bạn luôn thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên đăng ký, ủng hộ kênh nha các bạn.